Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thủ tướng Đức Olaf Scholz phản đối việc mời Ukraine và NATO ở thời điểm này, qua đó bác bỏ một phần kế hoạch chiến thắng của Kiev, cho rằng việc gửi tên lửa tầm xa cho Kiev là nước đi sai lầm. Ông Scholz nói, một quốc gia đang xung đột không thể gia nhập NATO. Đây là điều mà mọi người đều hiểu, không có gì phải bàn cãi về vấn đề này. NATO từng thảo luận về tư cách thành viên của Ukraine trong tương lai xa, nhưng chúng ta không cần thêm bất kỳ quyết định mới nào ở hiện tại. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh, Berlin vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ Kiev, nhưng sẽ không để cho xung đột Nga-Ukraine gia tăng thành xung đột giữa NATO và Nga. Trong bình luận của mình, Thủ tướng Đức cũng tái khẳng định quan điểm của Berlin về khả năng gửi tên lửa hành trình tầm xa Taurus tới Ukraine. Ông cho rằng việc gửi tên lửa Taurus tới Ukraine là một nước đi sai lầm. Chúng ta cần cân nhắc mọi nguy cơ và Berlin sẽ không cung cấp cho Kiev những loại vũ khí có khả năng làm tình hình gia tăng. Thủ tướng Olaf Scholz nói với đài truyền hình của Đức ZDF rằng điều quan trọng là phải nhận ra rằng những quốc gia đang có những chiến sự chắc chắn không thể trở thành thành viên của NATO. Mọi người đều hiểu điều đó, không có gì phải tranh cãi về vấn đề này. Thủ tướng của Đức cũng cho biết các nhà lãnh đạo của NATO từng đề cập tư cách thành viên của Ukraine trong tương lai xa tại các hội nghị thượng đỉnh năm 2023-2024. Tuy nhiên, ông cho rằng hiện tại không cần thêm bất kỳ quyết định mới nào. Bình luận của ông Scholz được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã tăng sức ép hối thúc đồng minh phương Tây hỗ trợ Ukraine trong xung đột với Nga. Ông Zelensky hồi đầu tháng cũng đã công bố kế hoạch chiến thắng với một trong năm đề xuất chính là Ukraine phải được mời gia nhập NATO ngay lập tức. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi dỡ bỏ hạn chế về vũ khí tầm xa mà phương Tây đã viện trợ, nhưng cho đến nay chưa có yêu cầu nào nhận được đồng thuận từ NATO. Điện Kremlin từng cảnh báo rằng Ukraine cần tỉnh táo và nhận ra các chính sách mà họ theo đuổi là vô ích. Nga vẫn kiên quyết phản đối Ukraine gia nhập NATO. Đức và Mỹ không phải là những quốc gia duy nhất phản đối lời mời gia nhập khối NATO của Ukraine. Hungary, Slovakia, Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha cũng phản đối động thái này. Như vậy là có ít nhất 7 quốc gia phản đối việc Ukraine gia nhập NATO. Hungary và Slovakia cũng đang phản đối nhưng họ xuất phát từ một điểm khởi đầu khác. Các nhà lãnh đạo theo chủ nghĩa dân túy hiện tại của họ có lập trường ủng hộ Điện Kremlin nói chung. Thủ tướng Hungary đã chặn các khoản tiền của EU cung cấp vũ khí cho Ukraine và đã rút khỏi chương trình viện trợ vũ khí sát thương của NATO cho Kiev. Thủ tướng Slovakia đã cảnh báo vào đầu tháng này rằng việc Ukraine gia nhập NATO sẽ là bước khởi đầu cho một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và hứa rằng ông sẽ không bao giờ đồng ý với điều đó. Một quan chức NATO cho biết có những quốc gia khác không muốn hành động nhanh chóng theo yêu cầu của Kiev. Các quốc gia như Bỉ, Slovenia hay Tây Ban Nha đang ẩn sau Mỹ và Đức, họ miễn cưỡng. Một quan chức thứ hai lưu ý rằng các quốc gia này ủng hộ trên lý thuyết, nhưng một khi gần thành hiện thực, họ sẽ bắt đầu phản đối điều đó một cách công khai hơn. Tuy nhiên, các quan chức đều nhấn mạnh rằng cả Đức và Mỹ đều không loại trừ khả năng Ukraine trở thành thành viên của NATO trong tương lai. Trong bài trả lời phỏng vấn truyền thông Nga ngày 20 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết, lệnh cấm sử dụng tiếng Nga tại Ukraine và ý tưởng đưa Kiev gia nhập NATO là điều không thể chấp nhận được và phải bị hủy bỏ. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho hay, vấn đề là quyền người dân nói tiếng Nga ở Ukraine đã bị đàn áp, luật cấm giáo dục bằng tiếng Nga và các phương tiện truyền thông có trụ sở tại Nga, hoạt động tại Ukraine và phương tiện truyền thông Ukraine phát sóng bằng tiếng Nga đã được thông qua, văn hóa Nga đã bị cấm. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng, với thực tế này cùng với ý tưởng mà Kiev và phương Tây tuyên bố là sẽ đưa Ukraine trở thành thành viên NATO là điều không thể chấp nhận được. Trước đó, hãng tin TASS hôm 19 tháng 10 đưa tin, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nói rằng Paris đang thảo luận với các đồng minh NATO về khả năng mời Ukraine gia nhập khối ngay lập tức. Ông Barrot cho biết trong chuyến thăm Kiev, về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi không loại trừ khả năng này và đang thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi. Một ngày trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với báo Le Journal du Dimanche, quan chức phụ trách các vấn đề châu Âu tại Bộ Ngoại giao Pháp Benjamin Haddad cho hay, Paris tin rằng việc gửi lời mời chính thức tới Ukraine gia nhập NATO nên là ưu tiên hàng đầu. Lời mời Kiev gia nhập NATO là quan điểm đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng 5 điểm mà Tổng thống Ukraine Zelensky công bố trong tuần qua. Ông đã trình bày kế hoạch này trước Quốc hội Ukraine, cũng như thuyết phục các nước phương Tây thực hiện những bước đi mà ông vạch ra. Ukraine từ lâu đã có mong muốn vào NATO, họ đưa mục tiêu này vào hiến pháp. Tuy nhiên, Mỹ và các nước đồng minh NATO đến nay đều có chung quan điểm rằng Ukraine sẽ được kết nạp vào liên minh, nhưng không phải trong tương lai gần,
khi chiến sự vẫn còn diễn ra ở Ukraine, phải thực hiện thêm một số điều kiện khác, ví dụ như chống tham nhũng. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố, việc Ukraine gia nhập NATO trong điều kiện hiện tại sẽ chấm dứt khả năng giải quyết xung đột thông qua chính trị và ngoại giao. Bộ này cũng tin rằng, điều này sẽ khiến sự tham gia trực tiếp của NATO vào các hoạt động thù địch chống lại Nga là điều không thể tránh khỏi và sẽ dẫn đến sự gia tăng không kiểm soát được. Trách nhiệm về việc này hoàn toàn thuộc về những quốc gia phương Tây tài trợ cho Kiev. Trong một diễn biến liên quan đến việc Ukraine gia nhập NATO, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Berlin phản đối việc mời Kiev tham gia Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Zelensky nói, chúng tôi đã nói rất nhiều về tương lai của Ukraine trong NATO. Lập trường của Đức rất quan trọng đối với tôi. Tôi tin rằng, ngày nay người Đức vẫn còn hoài nghi. Nhà lãnh đạo nói thêm rằng, Đức vẫn chưa đồng ý cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Trước đó, tờ báo Bild của Đức viết rằng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã bác bỏ những điểm chính trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky do lo ngại xung đột với Liên bang Nga sẽ gia tăng hơn nữa. Phát biểu với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh EU tại Bruxelles hôm 17 tháng 10, ông Olaf Scholz cho biết, lập trường của Đức về các vấn đề được đề cập trong kế hoạch của ông Zelensky vẫn như cũ. Ông nói thêm rằng, nhiệm vụ của ông là ngăn chặn xung đột Ukraine gia tăng thành một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và Nga. Liên quan đến những yêu cầu liên tục của Ukraine về tên lửa tầm xa Taurus do Đức sản xuất, ông Olaf Scholz nhắc lại rằng, ông không cho rằng đây là nguồn cung cấp phù hợp và điều này vẫn đúng. Thủ tướng Đức cũng kìm hãm yêu cầu của ông Zelensky về việc nhanh chóng gia nhập NATO. Ông nhắc lại, tại hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington vào tháng 7, những người ủng hộ việc nhanh chóng gia nhập đã không thể thuyết phục được những người hoài nghi, bao gồm cả Mỹ và Đức. Theo báo Pháp Le Monde, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được coi là không có phản đối đáng kể nào trong việc mời Kiev gia nhập NATO. Và nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, Mỹ có thể bắt đầu thực hiện các bước theo hướng đó. Tổng thống Biden đã có chuyến thăm ngắn ngày với Berlin hôm 18 tháng 10 để thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer về các vấn đề hiện tại liên quan đến Ukraine và Trung Đông. Đối với Ukraine, bốn nhà lãnh đạo đã tìm cách phối hợp các phản ứng của họ đối với kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với họ trong những tuần gần đây. Đứng đầu danh sách các chủ đề nhạy cảm là lời mời Kiev gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine tin rằng lời mời như vậy lý tưởng nhất có thể đến trước tháng 12 và kết thúc nhiệm kỳ của ông Joe Biden. Nhưng việc Ukraine hội nhập vào NATO tốt nhất sẽ trở thành hiện thực sau khi chiến tranh kết thúc. Tờ Le Monde lưu ý rằng cho đến nay, Mỹ và Đức đang ngăn chặn mọi triển vọng mở rộng NATO để bao gồm Ukraine, trong khi Pháp và Anh lại có thiện cảm hơn với ý tưởng này. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, người Mỹ còn không có bất kỳ phản đối cơ bản nào đối với việc mời Ukraine gia nhập liên minh. Người ta cho rằng nếu bà Kamala Harris thắng, ông Joe Biden có thể có hành động cụ thể về vấn đề này. Một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết, nếu bà Kamala Harris đắc cử, rất có thể ông Biden sẽ đi theo hướng này trong giai đoạn chuyển tiếp trước lễ nhậm chức của Tổng thống mới. Nếu là ông Trump, lập luận này không còn áp dụng được nữa và dù là sáng kiến nhỏ nhất của ông Biden có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Các nguồn lạc quan nhất tin rằng sự thay đổi trong lập trường của Mỹ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong đường lối không khoan nhượng của nước Đức. Tuy nhiên, bốn nhà lãnh đạo họp tại Berlin không thể giải quyết vấn đề này một cách độc lập. Quyết định này cần có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Slovakia có thể sẽ phản đối bất kỳ động thái nhanh chóng nào hướng tới mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Kiev và Liên minh. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã nhấn mạnh rằng ông kinh hoàng trước kế hoạch chiến thắng của Volodymyr Zelensky, điểm đầu tiên trong đó kêu gọi mời ngay Ukraine gia nhập NATO. Trước đó, bình luận về kế hoạch chiến thắng của Volodymyr Zelensky, Nhà Trắng tuyên bố rằng NATO không có sự đồng thuận về việc Ukraine gia nhập liên minh. Tuy nhiên, phát biểu với báo chí hôm 19 tháng 10 trong chuyến thăm Kiev 2 ngày, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, về lời mời Ukraine gia nhập NATO, chúng tôi để ngỏ khả năng này và đang tổ chức các cuộc thảo luận về vấn đề này với các đối tác của chúng tôi. Ngoại trưởng Pháp cam kết ủng hộ kế hoạch chiến thắng của Ukraine nhằm chấm dứt chiến tranh với Nga. Ông khẳng định sẽ làm việc với các quan chức Ukraine để đảm bảo sự ủng hộ của các quốc gia khác cho đề xuất này. Kế hoạch chiến thắng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trình bày trong tuần này với hy vọng sẽ buộc Nga chấm dứt cuộc xâm lược Ukraine thông qua đàm phán. Đề xuất này đang được các đối tác phương Tây của Ukraine xem xét. Sự giúp đỡ của họ rất quan trọng để Kiev chống lại Nga.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.